Trọng kính quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà anh chị em, kết riêng là gia đình của sơ Maria Gaetano. Khi đối diện với cái chết, con người chúng ta thường tự đặt ra rất nhiều câu hỏi: tại sao, tại sao, tại sao và tại sao? Nhất là khi đứng trước sự ra đi, cái chết như sơ Maria Gaetano mà chúng ta cử hành lễ an táng hôm nay. Cái chết nó vốn là một thực tại bi thảm, nhưng nó càng bi thảm hơn rất nhiều khi nó xảy đến một cách bất ngờ, và càng đau thương hơn rất nhiều khi nó ập đến cho một người còn quá trẻ, đầy sức sống, tiềm năng và hy vọng. Thật sự là một nỗi tiếc thương vô hạn cho tất cả những ai quen biết sơ. Thiên nghĩ rằng không có lời lẽ nào trên trần gian này có thể minh giải, an ủi hay thoa dịu được nỗi đau thương mất mát này. Và giờ này chúng ta thật sự thấm thía lời của Isaiah khi bảo rằng: lạy Chúa, con như người thợ dệt đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Không có một lời lẽ nào trên trần gian này có thể minh giải, an ủi hay là thoa dịu được nỗi đau thương mất mát. Và vì thế, trong giây phút này, chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn để cho lời Chúa soi sáng và sưởi ấm cõi lòng của chúng ta. Bởi vì chỉ có lời Chúa mới có đủ uy quyền và sức mạnh an ủi và soi rọi vào đêm đen tăng tóc mà chúng ta đang đối diện. Chỉ có lời Chúa mới có sức vực dậy chúng ta mà thôi. Kính thưa cộng đoàn, trong bài đọc một hôm nay, sách Khôn Ngoan dạy chúng ta rằng là giá trị của cuộc sống nó không tùy thuộc vào chiều dài của thời gian, cũng không tùy thuộc vào số nhiều của tuổi tác, mà giá trị của cuộc sống nó tùy thuộc vào độ dày của sự công chính, chiều cao của sự thánh thiện và độ sâu của đức bác ái yêu thương. Và vì thế, dù có sống ngắn hay chết sớm, nhưng nếu như chúng ta sống tốt, sống thánh, thì cuộc đời đấy vẫn là một cuộc đời có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Nói như vậy cũng nghĩa rằng là trong cái nhìn ấy, chết sớm hay là sống ngắn, nó được nhìn như là một ân huệ, là một sự giải thoát mà Thiên Chúa dành cho những người công chính, là tình thương mà Thiên Chúa dành cho những người ai mà Ngài tuyển chọn. Hay như trong bài đọc 2, Thánh Phaolô giúp cho chúng ta khám phá ra cái cốt lõi của thực tại sinh tử phận người. Cái điều quan trọng là chúng ta thuộc về Chúa, tin tưởng phó thác hoàn toàn cho Chúa. Đặc biệt là bài tin mừng hôm nay, hay khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của Đức Giê-xu, coi Đức Giê-xu Ngài sống một cuộc sống rất ngắn ngủi, chỉ vòn vẹn hơn kém 30 năm trời. Ấy thế nhưng mà cuộc đời ấy lại là một cuộc đời có giá trị vô tận. Nghĩa là cuộc đời ấy chẳng là gì so với hàng ngàn, hàng vạn năm của lịch sử, nhưng cuộc đời ấy lại là một cuộc đời có giá trị cứu độ cho cả thế giới và qua mọi thế hệ. Thế thì câu hỏi đặt ra rằng là cái điều gì đã làm cho cuộc đời ấy có giá trị, có ý nghĩa như thế? Ý nghĩa đến mức độ mà chúng ta phải tôn vinh, phải suy tôn Ngài là đấng cứu độ. Thưa, đó là sự xin vâng, đó là tinh thần phó thác. Ngài xin vâng phó thác đến mức độ ngay cả khi phải đối diện với cái đau đớn tột cùng trên thập giá, không một mảnh vải che thân. Ngay cả cái lúc mà phải chịu cái đau đớn tột cùng như thế, mà Ngài vẫn có thể thưa một cái lời kinh đẹp nhất trong ngày cuối đời của Ngài: lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha, con phó mạng sống con, phó tất cả cuộc đời con cho Cha. Và cái điều đấy đã làm cho cuộc đời của Đức Giê-xu trở nên giá trị vô tận, trở nên giá trị cứu độ cho mọi người. Khi nhìn vào cuộc đời của sơ Maria Gaetano, chúng ta cũng thấy phần nào phản ánh cái điều đó. Một con người, một nữ tu
với một dáng hình nhỏ bé thôi. Ấy thế nhưng mà lại là một con người rất là chu chỉnh, một con người rất là nhiệt tình trong mọi công việc. Nhất là một con người hoàn toàn tin tưởng, phó thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt là khi đối diện với cơn bệnh hiểm nghèo. Bởi chúng ta biết, cứ bình thường, khi một người biết mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo như thế, thì người ta khó có thể có chấp nhận. Thậm chí người ta còn oán trách người này người khác, và kể cả là Thiên Chúa. Thế nhưng đối với sư Maria Gaetano thì ngược lại, rất can đảm, lạc quan vui vẻ đến nỗi mà các bác sĩ phải thốt lên rằng hình như cái cô này không biết mình mắc bệnh như thế sao. Lạc quan vui vẻ đến mức độ mà ngay cả một trong những chị em cùng lớp chăm sóc ở bệnh viện phải thốt lên rằng là con cảm tưởng như con là người bệnh chứ không phải là người đi chăm người bệnh. Lạc quan vui vẻ. Hay có lần khi con động viên cố gắng chịu đựng chữa trị thì sơ có nói rằng là vậy là tốt lắm rồi cha. Bảo tốt là làm sao? Bảo con xin Chúa chỉ có 30 năm thôi, nhưng bây giờ Chúa cho con cả 34-35 tuổi rồi, là Chúa ban cho nhiều quá rồi. Bảo con cũng xin là không có gọi là chuyển hóa trị nữa, và con cố gắng là sẽ không làm phiền ai, cố gắng không than phiền, và con sẽ không dùng thuốc giảm đau. Và đặc biệt là trong 2-3 cái ngày cuối cùng trên dương thế này, khi con gặp, lúc đó sơ có khóc và nói rằng cha cầu nguyện cho con. Đối với con thì không sao, nhưng con rất thương bố mẹ của con. Và cái điều thứ hai đó là con không biết phải như thế nào nữa. Bởi vì những cái lúc đau đớn nó làm cho cái đầu con, nó chèn ép đầu con, và con chỉ sợ đã có những lời hay hành động xúc phạm đến người này người khác, làm phiền lòng đến người này người kia. Con xin lỗi tất cả mọi người. Thưa cộng đoàn, khi nhìn vào sự ra đi của sư Maria Gaetano, theo cái nhìn tự nhiên, chúng ta có thể là bùi ngùi xúc động, đau buồn, thương tiếc. Bởi vì một người còn quá trẻ, đầy hy vọng và ước mơ ấy. Nhưng mà với ánh sáng của đức tin soi chiếu, thì chúng ta hiểu rằng là sư Maria Gaetano đã kết thúc một cách tốt đẹp cuộc đời dương thế của mình, hoàn thành sứ vụ mà Chúa muốn. Tuy sống ngắn ngủi, nhưng đã gắng sức sống tốt tất cả thời gian ngắn ngủi của mình qua việc thực thi thánh ý của Thiên Chúa, qua việc nuôi dưỡng khát vọng nên thánh, qua việc cố gắng sống trọn lành mỗi ngày. Sơ đã nỗ lực hết mình cho đến giây phút cuối đời để giữ trọn cái ơn gọi của mình. Giống như Đức Giêsu, dù sống ngắn ngủi, nhưng nếu như hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, thì cuộc đời ấy rất có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Đức Giêsu mọi giây phút trong cuộc đời của mình, Ngài đã sống và thuộc về Thiên Chúa, có nghĩa là Ngài làm tất cả theo thánh ý của Thiên Chúa, để cho Thiên Chúa sử dụng, toàn quyền sử dụng sự sống của mình. Cho đến giây phút cuối đời, Ngài đã chút linh hồn, chút hơi thở, chút tất cả mạng sống của mình cho Thiên Chúa. Sơ Maria Gaetano cũng thế. Chúng ta cầu chúc cho sơ. Cầu chúc cho sơ được Chúa yêu thương và đón nhận với lời chúc phúc: hỡi tôi tớ trung tín và tốt lành, hãy vào hưởng phần gia nghiệp đã dành sẵn cho ngươi. Vì khi ta đói, ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta mình trần, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm, và vì ngươi đã theo ta và phục vụ ta. Kính thưa cộng đoàn, sự ra đi của một con người, nhất là một người còn quá trẻ như sư Maria Gaetano.